Cái cảm giác mà khi mà mình làm xong công trình ấy, xong là về thắp cho các cụ nén hương, thấy trong lòng rất là vui sướng. Thật ra thì hôm nay công trình của các cụ là mình làm xong được mấy hôm rồi, thì hôm qua nhà bác ấy mới tổ chức khánh thành, nhưng mà vì lý do công việc thì mình không thể về dự trong ngày hôm qua được. Thế là điện cho anh Bảy, chủ đầu tư, bảo là anh ơi, hôm nay em đang ở công trình, em chưa về được. Đấy, hôm nay thu xếp việc cái là về để sang thắp cho các cụ nén hương. Mỗi một công trình khi mà mình làm xong ấy thì nó lại có một cái cảm xúc khác nhau. Một cái cảm xúc khác nhau ở công trình này có rất là nhiều điều đặc biệt. Một công trình làm lên mà mình cảm thấy rất là tâm đắc. Cái thời điểm mà anh Bảy đặt mình cái công trình này thì cũng là trước mấy tháng đấy. Nhưng mà vừa rồi lắp thì vào cái thời điểm cuối năm ấy. Cái thời điểm cuối năm thì bên mình cũng khá là bận. Thế là nhiều khi là cái tiến độ của công trình cũng 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 hơi bị chậm một chút, thì anh Bảy cũng sốt ruột. Nhưng mà bảo với anh là anh ơi, anh cứ yên tâm đi. Có thể là bọn em lắp chậm hơn một chút, nhưng mà cái thời gian mà anh chờ ấy nó sẽ xứng đáng với lại cái chất lượng công trình sau này anh được nhận. Và thật sự khi ngày hôm qua lúc mà anh Bảy làm lễ khánh thành xong thì anh Bảy điện cho mình bảo là Quân ơi, mọi người ở trong gia đình, dòng họ ra ai cũng vui vẻ, ai cũng phấn khởi lắm. Nhìn công trình nhà mình đẹp. Thì thật ra đó là một trong những cái sự động viên, cái sự khích lệ rất là lớn đối với những người làm nghề như mình. Khi mà xây dựng một cái công trình lăng mộ đá ấy, thực ra là mình luôn luôn ý thức được rằng là cái ý nghĩa và cái tầm quan trọng mà khi chủ đầu tư giao trách nhiệm, giao công trình đó cho mình thì mình cần phải làm những gì. Gần như là nói với anh Bảy là anh yên tâm đi, em làm công trình này cho các cụ nhà mình thì em cũng làm giống như với một cái suy nghĩ là mình đang làm công trình cho các cụ nhà mình vậy, làm hết khả năng, làm hết khả năng. Thế nên là tất cả những cái hạng mục đá mỹ nghệ ở trong công trình này thì mình cũng đều rất là trau chuốt, từ cái việc mà lựa chọn nguyên liệu đến cái việc gia công chế tác. Mỗi một cái sản phẩm ấy, thật ra là khi khách hàng mà lựa chọn xây dựng các công trình bằng đá ấy, thì đa phần là không không những là bằng đá đâu, mà bất cứ công trình lăng mộ gì cũng vậy, thì các bác đấy ai cũng muốn hướng đến cái sự vĩnh cửu, ai cũng muốn hướng đến cái công trình của mình nó thật sự ở chất lượng. Thế nên là đặc biệt đối với những cái công trình lăng mộ đá ấy, để nó chất lượng được, để nó vĩnh cửu được, thì cái công trình đó, những cái sản phẩm lăng mộ đó phải được chế tác trên một cái nguyên liệu thật sự tốt, nguyên liệu thật sự tốt. Chứ còn về mỹ thuật, về đường nét, về kiến trúc thì nó còn liên quan đến cái trình độ, cái năng lực của từng đơn vị thi công. Nhưng mà cái câu chuyện ở đây thì nó là nhân duyên thôi, tùy tùy duyên. Chứ còn mỗi một đội thợ, mỗi một đơn vị thi công thì sẽ tạo ra những cái sản phẩm khác nhau. Chứ còn không phải là đơn vị nào cũng tạo ra những cái sản phẩm giống nhau đâu. Tại vì nhiều khi như ở trước mắt quý vị và các bạn đang nhìn thấy ấy, cũng là những cái sản phẩm lăng mộ đá, cũng là những cái công trình làm bằng đá, nhưng cái chất lượng nó khác nhau hoàn toàn. Cái yếu tố về tài chính, cái yếu tố về kinh tế thì nó cũng chỉ là một phần thôi. Có rất là nhiều bác khách hàng các bác cũng chẳng tiếc tiếc đầu tư đâu. Nhưng mà đôi khi vì nhân duyên các bác ấy gặp được những cái sản phẩm, những cái đơn vị mà tạo ra những cái sản phẩm nó không được ưng ý. Thế nên là đôi khi các bác làm những cái công trình lăng mộ đá chẳng hạn thì các bác cũng cần phải nghiên cứu rất là kỹ lưỡng xem là cái năng lực thực tế sản xuất như thế nào và những cái sản phẩm đã làm ra làm sao, xem là nó có đúng như những cái gì mà người ta quảng cáo, người ta giới thiệu không. Ở trong một cái công trình lăng mộ ấy thì cái việc mà trồng những cái cây như thế này, này là một trong những cái việc rất là quan trọng. Nó tạo không gian, nó tạo cảnh quan cho công trình, nhìn công trình đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Với lại bây giờ ấy, cái xu thế chung là khi mà xây dựng các cái công trình lăng mộ ấy là không giống như kiểu ngày trước đâu, mà làm những cái công trình lăng mộ nó giống như là một cái nơi an nghỉ vĩnh hằng ấy. Tức là khi mọi người ra công trình lăng mộ để thắp hương cho các cụ ấy thì không còn cái cảm giác là sợ sợ, rồi không còn cái cảm giác là giống giống như là nhiều người cứ có cái cảm giác là sợ sợ ấy. Thế nên là khi mình thiết kế, mình xây dựng những cái công trình lăng mộ đá thì đa phần mình cũng muốn hướng đến là những cái công trình nhìn nó thân thiện và nó nhẹ nhàng. Cũng giống như trong công trình của nhà anh Bảy ở đây, thật ra là anh Bảy là một trong những người rất là tinh tế. Chỉ cần nói về cái cây này thôi, ngay cái việc mà lựa chọn cái cây mẫu đơn này thôi là anh Bảy cũng đã biết là cái con mắt nghệ thuật của anh rất là tinh tế, chọn những cây rất là đẹp. À chắc là hôm qua để cái đội lát, tại vì cái đội lát các bác ấy chưa hoàn thiện xong cái phần nền này, thế nên là anh ấy chưa cho trực cởi dây ra. Đây, những cái cây này cởi ra nó đẹp lắm.
cởi dây bung đẹp. Thế nên là khi nhiều bác hỏi như này, ở trong những cái công trình lăng mộ thì trồng những cái cây gì cho phù hợp, những cái hoa gì cho phù hợp. Thật ra là nó cũng không có cái quy tắc gì đâu. Quan trọng là mọi người xem là cái không gian đấy, cái công trình đấy để những cái cây gì vào. Tại vì là đôi khi á, ở những cái công trình lăng mộ như thế này, nếu mà không có người thường xuyên ra chăm sóc hoặc là để ý á, thì những cái cây đẹp thì cũng sợ là nó bị thất lạc. Tại vì những cây có giá trị. Nhưng mà như ở trong công trình này là nhà anh Bảy cũng có người nhà ở gần đây, thế nên là cũng chắc là thường xuyên qua được. Và trồng những cái cây như thế này để nó khỏe thì cũng đỡ phải chăm sóc. Đấy. Thì đây là một trong những cái công trình lăng mộ năm nay là mình cũng 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 thấy khá là tâm đắc. Như cái công trình này này, em quay khắp công trình để cho các bác xem. Cái miếng đất này là nó không được vuông đâu. Nó không được vuông đâu. Nó không phải vuông 100% đâu, nhưng mà mình cũng phải khéo léo mình thiết kế làm sao cho nó hài hòa. Và những cái vị trí mà nó không vuông ấy thì có thể là mình đưa những cái cây vào nhìn nó cũng cân đối. Ở đây thì phía đằng sau của công trình lăng mộ này thì là một cái phần ao, một cái phần đất thấp. Thế thì anh Bảy, bác ấy có chuẩn bị hai viên đá thạch anh để bác ấy chấn ở phía đằng sau tạo cái thế dựa sơn đấy. Và thật ra là nó cũng cũng rất là hay, cũng rất là hay và ý nghĩa. Và ở ở đây á, mọi người nhìn thấy là có hai cái cây đại ở hai bên này này. Thật ra là khi mà các bác chọn những cái cây ở trong công trình lăng mộ chẳng hạn, hoặc nó sẽ những cái cây to chẳng hạn như cây hoa đại này, nó sẽ rất là phù hợp để trồng trong những cái công trình lăng mộ. Nhưng mà các bác chọn những cái cây mà nó cân đối, thì khi mà đặt cái phần lăng thờ này ở phía sau và hai bên có hai cây to ấy, nó tạo thành một cái tổng thể ở phía đằng sau nhìn nó mạnh, thì nhìn công trình nó sẽ đẹp hơn, nó mềm mại hơn. À, hôm nay về thắp hương cho các cụ thì cảm thấy rất là phấn khởi ấy. Công trình mà thi công xong mọi thứ đều rất là phù hợp, rất là hài hòa và hợp lý. À, em đứng từ trong lăng em quay ra cái phần cổng này giúp anh. Anh Nam à? Hello anh. Ra chở đồ về à? Ok anh. Đây đây là cái phần trong lăng nhìn ra cổng. Mọi thứ thì bố trí rất là hài hòa và cân đối. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn luôn theo dõi ủng hộ kênh của Đá Mỹ Nghệ Anh Quân. Xin chào.